Bạn ơi, bánh mình nướng được nãy giờ cũng được 15 phút các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phô mai vô nha các bạn. Đây, mình sẽ cho phô mai vô cho nó nướng cho nó vàng nè. Phô mai nướng chín rất là nhanh, cho nên mình sẽ cho sau cùng. Nóng lắm. Cho hết phô mai luôn cho nó ngon. Rất là nhiều phô mai. Cha cha, đã quá. À, nóng quá. Lửa nó đang cháy thật xuống nè. À, nó bị rớt cái nào nó chạy cái đó. Rồi, cho vô nước. Ngon các bạn ha. Thì thấy không, bánh pizza mình nướng đó à, cái nào cũng nóng hết chứ. Lấy cái khăn này ra, bỏ xuống đây nè. Hàng này không ăn thôi. Pizza Papa ăn pizza. Pizza Papa không ăn pizza. Thôi đi làm con. Pizza Papa không just want pizza. Bây giờ mình cắt bánh pizza ra nha. Đây bánh pizza to nè các bạn nè. Cái bột ở nhà mình làm nó cho nên rất là ngon. Cái bột này nó giòn chứ nó không có bị cứng. Cái dao cắt nữa đi. Chứ liệu có ăn lâu lâu ăn cái bánh pizza mua cái dao cắt về nữa. Mất công. Cắt đỡ gì nha mấy bạn. Trời đất ơi. Ok. Wow. Bây giờ cắt bằng 2, 4. Pizza. Có cái này YouTube. Qua vào pizza. Rồi mời tất cả các bạn mình cùng ăn bánh pizza chứ hai mẹ con mình. Đây nè các bạn nè, thấy không? Chị biết con mình. Con nói. Các bạn, con biết YouTube. Bovo pizza, bovo. Bovo pizza là gì con? Cái này làm pizza. À, đúng rồi, cái game đó đúng không con? Trên YouTube. Trên YouTube đó. Làm bánh pizza đó. Một cái này game. Ngon lắm này các bạn nè. Y làm pizza. Mời tất cả các bạn mình cùng ăn nha. Hả? Y làm pizza trên Ninja Kung Fu. À, khi một hình ninja rùa là có làm bánh pizza. Rồi hai mẹ con mình cùng ăn nha. À, có cùng ăn chứ sẽ không có gì. Ngon các bạn ơi. Cái nước sốt đó, cái nước sốt hôm nay làm hơi sai công thức một chút, không có công thức nào hết đó. Nhưng mà bù lại cái thịt với cái phô mai là cái bột đó các bạn. Cái bột mình làm ở nhà đó nó ăn rất là giòn và nó thơm lắm. Chứ nó không có cứng như cái loại mà bánh bột mà người ta làm sẵn và để tủ đông ở trong siêu thị đâu. Cái loại đó ăn cứng nhất không ngon gì hết á. À cái này mới ngon à. Ngon không hả? Con mời cô chú ăn chưa? Con mời. Mời gì hả? Mời gì hả con? Ngon. Mình thích nhất là cái bột. Cái bột rất là ngon. Lại cái phô mai á, cái phô mai nóng á. Mình ăn bánh pizza á là phải ăn phô mai nóng, ăn mới ngon. Cái nước khô nó cứng lại không ngon hết. Ngon con ha. Ăn hết phần thịt luôn nè, con làm đi.
Ngon các bạn ơi. Ở Việt Nam mình á, ở trong mấy cái siêu thị người ta đều có bán cái loại bột bánh pizza sẵn hết đấy các bạn à. Rồi mua về mình tự làm, không có giống nhà hàng gì chuyên nghiệp gì hết á, nhưng mà ăn rất là ngon, không sao hết. Của mình làm ra ngon dở thì cũng ăn hết. Cái phô mai này ngon nè. Bữa nào mình làm phô mai gì ta? Phô mai chiên ha. Bữa làm thử phô mai chiên thử ngon. Cách của mình làm ra thì ngon dở mình tự ăn. Ngon cũng ăn mà dở cũng ăn. Con đi bỏ. Bỏ nữa nhân tạo. Ngon lắm rồi các bạn. Căng miếng à. Ngon quá. Cái thịt xông khói á. Cái thịt xông khói nè nó chín sẵn rồi các bạn, giờ tới khi mình nướng á cái nó khô cháy lại nó ngon giòn. Ngon con. Ăn hết rồi con ha. Rồi các bạn nếu mà mình không thích ăn thịt heo á, mình có thể làm bằng xúc xích nào. Cá hồi nè, cá hồi làm sống á, đừng có nướng. Mình nướng cái bánh pizza xong hết rồi, bỏ cá hồi đi rồi. Đó. Hoặc là gà đó các bạn. Gà đó. Mình xé luộc chẳng chín nha, rồi xé bỏ vô nướng, chứ đừng làm gà sống các bạn. Tự bánh pizza mình nướng rất là mau, chín khoảng 20 phút, 15 20 phút là nó cái bột á, cái phô mai nó đã chín hết rồi. Nướng rất nhanh nên mình không có làm cái gà sống nha. Gà sống là nó chảy nước, nó làm cái bánh pizza nó ướt không ngon. Cháu mẹ giỏi. Con ăn con cái này. Phô mai ok. Cái này. Yêu cái này. Cái này hạt nó chua. Em Lucas ăn thì ngon quá à. Thích nhìn em Lucas ăn quá à. Em có đang cái miệng dễ thương. Camera quay cái miệng em Lucas ăn ấy. Em Lucas ăn cái miệng dễ thương quá à. Thấy không hả? Anh như Ừ. À, có như chủ. Bạn ăn bắp mới ngon nha. Đừng cay nó ở dơ nha các bạn. Tay sạch. Ăn bắp mới ngon nè. Đó, nha, ngon à. Cứng quá. Miếng thịt xong khó nó chung miếng mẹt á, cứng à. Giống như cái khô à. Ngon. Rồi cắt cái ngon hả? Ôi trời ơi. Oh my god. Ngon. Không nhớ không nhớ. Không nhớ Tiếp tục nha các bạn. Không nhớ nhớ. Không nhớ nhớ. Đây, tiếp tục nữa nè. Chiều đêm dần đều em vô cái đỉnh nhà. Nói anh con đi ta đi cơ. Không gió này kìa. Đỉnh nhà. Mời các bạn căng miếng. Chiều đêm dần đều em vô.
pizza. Ăn hết rồi con. Mình lấy hết khăn rồi. Khăn cho con này. Chị đại để dính nước, dính đồ. Khăn chị đại. Thôi dính quần đi con. Tối nay hai mẹ con mình ăn hết bánh pizza nè. Cầm. Khăn tốt mẹ bốn. Anh hắn đâu chung à. Mẹ có hắn chết được. Chị ăn này, ăn miếng này con. Mẹ cắn là virus nó làm con lây bệnh á. Anh em mày nói đó, mày bị bệnh mày cắn rồi. Ăn đây con bệnh á. Để ăn này nữa. Đây nè, ăn miếng này nữa. Trong nhà hả? Con ăn. Uống nước compost à? Nước này là nước nước mình nấu từ từ trái mâm xôi á các bạn. Mình làm mất hồng mùa hè đó. Rồi bây giờ mình lấy ra mình pha với nước uống. Được. Rất là ngon. Con hả? Chị Huy đang dần dần vốn khi dính nhát lại em cao lý tài lý cầm xuống vốn khi dính nhát. Hey! Chị Huy đang dần dần vốn khi dính nhát. Nó có sách nhạc rồi, chút mệt đúng không? Nhạc Noel đúng không con? Giỏi quá. Hát lại cho mọi người cùng nghe. Lucas sẽ hát một bài hát Noel nha. Bài hát Noel. Rồi bắt đầu hát. Vô. Silly band and the hands won't kiss me nuts. Lying calm, Victorica's won't kiss me nuts. Hey, silly band and the hands won't kiss me nuts. Gì nữa? Can't be. Hết rồi. Yep, bye. Giỏi quá. Giờ hát bài Việt Nam đi. Hát bài tiếng Việt Nam đi. Ơi, ba hát bài Cả Nhà Thương Nhau đi. Ba thương con người giống nhóm nhà. Mẹ thương con người giống nhóm ba. Cả nhà ta nó chung yêu nhau. Xa là nhau gặp nhau là cười. Giữ tay. Đồng hát bài tiếng Anh đi. Hát bài tiếng Anh đi. Sao? Con hát bài rồi này. Ok, hát bài Lucas sẽ trình bày tiếp bài Happy Birthday bằng tiếng Anh nha. Rồi bắt đầu, vô. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vô tay. Ok. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here
baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Giật tay, hết rồi, còn bài nào nữa? Trời ơi, nãy giờ hai mẹ con mình ăn hết một nửa cái nha các bạn nè. Cái này ba bà à? Ngon quá. Cái ba bà ăn khuất. Mơ hả? Ăn hay không? Một tuổi. Một tay. Lúc ăn con pizza chỉ biết có YouTube. À mình nói cái đã đi đâu với mình nói. Đúng rồi, đúng rồi. Con tôi ăn pizza của mình. Với где-то где đâu lấy làm pizza làm. Lucas nói là Lucas thích ăn bánh pizza của mẹ làm. Con trai mẹ giỏi quá. Vui đâu lấy làm pizza. Với làm pizza thì con thích mẹ làm bánh pizza thì con ăn hả? Trai của mẹ giỏi. Ăn bánh pizza. Từ từ. Làm mẹ. Tại sao gì nhà con gua ăn thích pizza ăn? Tại sao con thích ăn bánh pizza hả? Ha, nhìn nhà con gua. À nhìn ra con rùa, à Lucas hỏi là nhìn ra rùa trong một hình á, tại sao lại thích ăn bánh pizza? Thì là học hình người ta cho ăn thôi chứ sao mà biết được cái học hình mà cái người con rùa nó đâu biết ăn bánh pizza đâu con. À có tầm một biết cái khuột ăn cái gì à, ăn cái gì nữa hết. Giỏi quá. Anh mẹ biết shredder. Ăn tiếp một cái nha mấy bạn ơi. Còn nhiều quá nè. Ăn tiếp một cái nữa nha. Rồi mời tiếp. Ba bà ăn. Còn người đó ba bà ăn. À ba mẹ ba bà mẹ ý cô ăn chung à. Ok. Ba ba bà mẹ cô ý ba bà. Dòng rụm mà mấy bạn. Ngon quá. Được rồi. Video của mình cũng tới đây các bạn à. Ăn không nổi nữa, no lắm các bạn à. Còn mấy cái nè. Một cái lớn hai mẹ con mình ăn hết trơn con. Còn ba cái, cách đến ba cái hả con? Ba cái ok, còn ba miếng. Ăn no rồi. Cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ xem hai mẹ con mình nói làm xàm nha các bạn. Ăn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye.